quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca bệnh trên toàn cầu đã vượt qua con số 32,8 triệu ca. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp đôi, lên 2 triệu người nếu các biện pháp phòng ngừa không được duy trì. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh COVID-19 với hơn 7,2 triệu ca. Ấn Độ hiện đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ với gần 6 triệu người mắc bệnh. Brazil là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới với gần 4,7 triệu ca. Iran và Israel là những điểm nóng dịch bệnh tại Trung Đông, do đó đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa do số ca mắc mới COVID-19 không ngừng tăng mỗi ngày. Đây là đợt phong tỏa thứ hai ở hai quốc gia Trung Đông này. Châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 gia tăng nghiêm trọng, trong đó Pháp và Tây Ban Nha hiện là hai nước có số ca mắc theo ngày cao nhất ở châu Âu. Tiếp theo là Nga ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới. Tại châu Á, dịch bệnh tiếp tục lây lan tại hai điểm nóng là Indonesia và Philippines. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 32.813.442 người, số ca tử vong 994.462 người, số ca chữa khỏi 24.206.157 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm là 1.069 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 999 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người.